có một cô mặc đầm cũng ngắn ngắn vậy đó, mà xòe xòe vậy đó, cái đi qua tự nhiên lấy tay hết vậy đó. Rồi rồi sụp đổ hình tượng luôn. Rồi sao? Trời ơi. Hết rồi. Rồi, nói bác xe buýt đi về luôn, không cần chờ nữa. Trời ơi, mày hết rồi, chắc tóc bẫy lắm à. Trời ơi, dám hết luôn á. Không phải hết mà tay người ta đi rồi, người ta đi xa xa rồi mà lấy tay bóc. Úi dồi, cái kia mày nè. À, có nghĩa là chọc, vậy là chắc là chọc, chọc bạn em đúng không? Không, hàng xạ hoàn toàn bình thường. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, hay em giới thiệu về mình trước đi. Em tên là Nguyễn Thanh Dương, hiện công tác tại thi hành án dân sự quận 2. Năm nay em 29 tuổi. Còn em? Em năm nay 27 tuổi, em tên là Hoàng Thịnh. Em đang là giáo viên tại trung tâm chăm sóc giới trẻ tự kỷ Dĩ An ạ. Vậy là hai bạn ở Bình Dương lên đây tham gia với chương trình hả? Dạ. Ồ, còn em là em làm ở quận 2. Rồi đi làm xong rồi tối về Bình Dương. Đúng rồi, đúng rồi. Làm sao mà hai bạn lại gặp nhau trong hai cái môi trường quá khác nhau như vậy? Bọn em gặp nhau là tình cờ thôi. Em học anh văn hơi yếu, nên là em đi tham gia cái lớp trung tâm anh văn của bên trường Nhân Văn, bên trường vợ đang học. Thế là gặp vợ cũng học cùng lớp luôn. Thế lúc đấy thì hai đứa là phân cùng một nhóm để thảo luận. Thế vợ có thảo luận nổi với vợ không? Hay là sau đó là vợ phải kèm? Vợ làm nhóm trưởng. Ấn tượng đầu tiên em thấy cô bé này là lại đồng hương, nhỏ nhỏ xinh xinh nên là em thích, em xin số điện thoại. À, có nghĩa là ấn tượng là nhờ xinh là... xinh, đồng hương. Còn em có ấn tượng gì với ông xã không? Không có ấn tượng gì về ông xã nhà em hết. Thứ nhất là không đạt được các cái tiêu chuẩn lúc của em. Thần tượng lúc đấy của em là Lee Min Ho. Nếu mà ở Lee Min Ho ở Hàn Quốc không được thì cũng phải cỡ Bình Minh ở Việt Nam của vậy thì chắc chắn phải là em là người chủ động tỏ tình phải không? Thời đầu thì cũng chưa biết nói yêu đương nhá, tức là cũng đi chơi để hỏi thăm nhà cửa quê hương để học hành thôi. Là 6 tháng sau thì mua quà tặng cô ấy thì cũng có tỏ tình, nhưng mà lúc đấy thì cũng không có tỏ tình rõ ràng như bây giờ. Thì em có yêu anh không thì không có. Tỏ tình. Anh ấy xuống, anh ấy rủ em đi uống nước, xong rồi anh tặng quà cho em. Cái anh cũng không nói gì hết, về nhà anh ấy nhắn tin ấy là anh ấy yêu em. Cái em lỡ nhận quà rồi chứ. Rồi cái bảo em không lẽ rồi trả lại quà, cái bảo là em chưa nghĩ đến cái chuyện đấy. Từ chối tình cảm đúng không? Dạ. Chưa nghĩ đến. Chưa xong nghĩ đến. Bao giờ mới nghĩ đến? Cách về là 2 năm sau, lúc em ra trường em đi làm rồi. Vậy đó. Rồi, bây giờ thôi chuyển qua cái giai đoạn mà khi yêu đi. Thì cho hỏi nha, bạn gái em lúc đó có ghen? Bạn gái em thì không ghen. Chứ đàn bà con gái em ghen hết trơn á. Nhiều khi do chồng em đàng hoàng quá. Thứ nhất là em tin anh này lắm. Nên là em không có chuyện là ghen tuông bóng gió gì về cái bạn này. Có nghĩa là bạn này là khẳng định là từ lúc mà quen với em, từ lúc mà còn đi học á, là hoàn toàn bạn không có một người con gái nào khác kế bên à? Đúng không? Chắc vậy. Ô hay vậy, chứ lại chắc vậy là thế nào? Chắc vậy còn thời gian 2 năm đấy thì em lại không. Thời gian 2 năm đấy thì em cũng không nắm bắt được tình hình nào. Nói thực tâm nha, là khi mà em đã có vợ em rồi thì em gặp một người phụ nữ khác, em có xa xuyến không? Em có cảm thấy là em thích ngắm nhìn những người phụ nữ khác ngoài vợ em, hay là em chỉ có duy nhất một người vợ của mình thôi? Không thì thấy đẹp thì ai cũng nhìn, nhưng mà nhìn xong thì thôi. Ôi trời ơi, em có chứng kiến chồng em nhìn một người nào khác ngoài em chưa? Có chị, nhìn nhiều người chứ. Trời ơi, coi phim. Ôi trời ơi, ngay luôn. Ngay rồi, ngay rồi. Nó bảo mà. Nó bảo là rồi, khui đi. Cuộc đời này không có cái người đàn ông nào mà nhìn phụ nữ đẹp mà không nhìn nữa. Thấy chưa? Thấy Hồng Vân gầy ghê chưa? Rồi em nói đi. Cái hôm đó đi sang bến Bạch Đằng chơi nha. Đàng hoàng người lung linh lộc lẫy ngồi bên vậy nè. Cái có một cô mặc đầm cũng ngắn ngắn vậy đó, mà xòe xòe vậy đó. Cái đi qua tự nhiên lấy tay hết vậy nè. Trời ơi, sụp đổ hình tượng luôn. Rồi sao? Trời ơi. Hết rồi. Rồi nói bác xe buýt đi về luôn, không cần chờ nữa. Trời ơi. Mày hông ra chắc tóc bẫy lắm à. Trời ơi, dám hết luôn á. Không phải hết mà tay người ta đi rồi, người ta đi xa xa rồi mà lấy tay bóc. Úi dồi, cái kia mày nè. À, có nghĩa là chọc, vậy là chắc là chọc, chọc bạn em đúng không? Không, hàng xạ hoàn toàn bình thường, không phải chồng. Thông tin, bây giờ nó đi đó. Em, tức là cái cô đó đi rồi thì anh này mới là làm cái động tác dày đúng không? Dạ dạ. Kìa vậy nè. Mình cũng không hiểu tại sao mà giận 4-5 ngày sau mới. Sao không giận? Giận kinh hoàng luôn. Ôi giời, chắc tóc nó cái váy cái chắc nhật thân toàn phần. Vậy có bao giờ em ấy váy vợ em như vậy chưa? Chưa. Ô, thế người ta ghen là đúng rồi. Váy người ta mặc đây không ấy lên đi ấy váy người khác thì có mà. Rồi, các bạn quen nhau là bao lâu mới lấy nha?
Bọn em quen nhau năm 4 tháng. Tức là cuộc sống của tụi em á, sau khi mà lấy nhau xong rồi, tụi em có trải qua những cái thời điểm mà nó khó khăn hay là nó gập ghềnh hay là nó trơn tru cho đến bây giờ? Cái thời gian hôn nhân ban đầu khó khăn nhất là lúc mà hai vợ chồng mới cưới, quyết định mua nhà. Mua nhà thì lúc đấy nợ nhiều mà. Vợ em thì lại mất việc. Lúc đó là đang có em bé không hay là chưa lúc đấy là chưa có. Đang có bầu. Đang có bầu thôi. Đang có bầu mà lại bị mất việc. Xong lúc đấy nó bực dọc trong người anh. Vợ thì đang mang thai nên là nhiều khi cũng không muốn chia sẻ nhiều. Em cứ ôm vô bản thân mình thôi. Nên là lâu ngày quá không có nó bung nha. Bung sao? Cãi nhau thôi. Lúc đó em có biết cái áp lực mà chồng em đang chịu không? Thực ra thì em là người là hiểu cái áp lực của anh ấy nhất. Nhưng mà khi cái thời điểm đấy thì lại không có bao giờ chia sẻ hết, mà chỉ là khi mà đi áp lực như thế đấy thì em biết chứ, tại vì gánh nặng cơm áo gạo tiền của một gia đình nữa, mà lúc đấy thì cứ trong dâu đổ đầu tằm, em cứ bảo vậy đó. Lúc đấy thì do em cứ giấu ấy, không có chia sẻ với chồng những cái chuyện ở trong công việc của mình. Đến khi mà tình thế không thể cứu vãn được nữa đấy thì em mới bung ra ấy. Thì lúc đấy bắt đầu tỏ thái độ. Bình thường thì về nhà thì cũng bình thường thôi, nhưng mà khi mà đi uống rượu về, rượu vào thì lời ra thì cứ làm tổn thương nhau rất là nhiều. Thật sự là bi kịch. Mà lúc em có bầu mấy tháng? Em có bầu cũng có 6-7 tháng rồi. 6-7 tháng rồi lúc đó là tụi em vượt qua như thế nào? Rất là căng thẳng. Cái đợt hai cái vã đó thì bắt đầu nhận lỗi lại. Xong cũng ngồi lại bàn bạc với nhau, bắt đầu lên kế hoạch dần dần. Ví dụ như là nợ của ai hoãn được thì mình sẽ hoãn. Xong bắt đầu dành dụm lại. Xong rồi khi mà con cứng cáp rồi thì gửi con cho bà đi làm. Bao lâu để vượt qua được cái thời điểm đó? 4-5 tháng. Cũng còn nhanh đó. Thường thì là cái cặp vợ chồng Son đến với chương trình này thì hầu như là bao giờ cũng nói là sau khi về thì luôn luôn mang theo sự may mắn. Thì tôi mong rằng là cặp vợ chồng của bạn cũng giống như các cặp vợ chồng khác đến với chương trình, thì sau khi về hy vọng là may mắn cứ tới ào. Chúc cho hai vợ chồng. Thôi bây giờ mình chuyển qua một cái câu chuyện khác. Ví dụ như bây giờ sau khi cưới về thì em có bất ngờ ở ông chồng của mình có những cái điểm xấu gì ông lộ ra? Sau khi cưới về thì mới lộ nguyên con người ra. Lộ nguyên hình đấy, đúng rồi, lộ nguyên hình. Lộ nguyên hình. Anh kể cơ. Trước đây thì khi mà đang yêu nhau ấy thì cũng thứ bảy chủ nhật thì hay sang phòng em ấy, cũng hay nấu nướng, rồi nói chung là nhìn cũng tươm tất gọn gàng lắm. Nhưng về nhà thì mới biết ra là một con người hoàn toàn. Ngày xưa là có con lừa. Ông hiếm ai xiên lắm em ơi. Ông người bên cạnh anh chị xiên lắm. Rồi sao nữa em? Anh ấy mê phim hành động Mỹ. Mê mà ngồi xem từ tối cho đến sáng mai mới được. Người liên quan đến nghề nghiệp mà. Có nghĩa là cái máu ở trong người là phải thích phim hành động. Giống như chị là chị thích phim ma thôi đó. Cứ phim ma với kinh dị là chị coi. Thế rồi còn gì nữa không? Càng già suy diễn. Ví dụ? Suy diễn rất là nhiều thứ. Ví dụ như là những cái chuyện rất là nhỏ trong gia đình thôi, anh cũng có thể suy diễn rất là hay. Từ cái việc là em cho con ăn mà không may bỏ quên cái khăn ở trên bàn đi, thì anh ấy sẽ suy diễn là khi em đến trường em dạy các cháu là em vào làm việc thì sẽ để quên cái này, rồi em làm vào việc quên cái kia. Hoặc là cái điện thoại của em mà không may em bỏ quên ở nhà thì anh ấy sẽ suy diễn nào là em sẽ quên cái điện thoại như thế này thì sẽ phải giống như đi cầy quên mang trâu ấy, giống như là quên đi dạy thì quên mang giáo án vậy đó. Kiểu suy diễn như thế mà nhiều khi em thấy mình rất là bị tổn thương. Tại vì những cái chuyện rất là nhỏ, ví dụ như em không để ý chẳng hạn, hay là em không có cố tình làm như thế, nhưng mà cứ suy diễn ra nó rất là to chuyện, cái em cũng điền lên cái lễ quốc nhau. Điền lên là quất nhau. Cãi nhau ấy. Tiếng địa phương của người ta có nhiều cái ngộ lắm. Võ miệng ấy. Có khi nào mà quất nhau mà đến nỗi mà bức dọc mà em phải đi khỏi nhà? Dạ có. Ủa cái đợt trận nó như thế nào? Bình thường thì cho con ăn này lanh quanh ở xóm thôi. Đi đâu mãi em kiếm mãi, lấy xe máy sách kiếm lòng vòng mãi không thấy. Thế là bực mình rồi. Đâu thấy lò đấy thì về. Thế em sạc cho một trận. Bé nhà em rất là biếng ăn. Mà anh này đặc biệt là chưa bao giờ cho con ăn được một miếng nào hết. Mà hôm đó thì nó cũng mệt trong người ấy. Thành ra em mang con ra cái mấy cái chỗ mà bán hủ tiếu này nọ ở bên ven đường ấy. Tự nhiên thấy bố đi đón về. Cái hôm đó con ăn hết được bát với đang te te bảo chứ bố ơi giỏi chưa này, ăn hết bát cơm rồi nè. Tự nhiên quốc một hồi về đó. Mà em thì xung quanh đấy là hàng xóm mà. Thì em mới bảo trời ơi có gì về nhà nói chứ sao tự nhiên thế này. Cái về nhà em điên quá thì em cũng cứ bảo đấy con anh đó, anh cho ăn đi rồi cái gì đấy để khỏi đi đâu hết, rồi cứ cãi lên cãi xuống. Điền quá thì nhét vali quần áo mẹ con tôi đi. Đi đâu? Đi ra khách sạn. Trời ơi.
Ê, rồi thân rồi. Đồng cảm ghê à, lo quá. Ô mà rồi, ra cái đi khách sạn gần nhà không hay là sao thì... ban sao? Đầu là em định lên khu tập thể của trường nhưng mà trong mắt mọi người thì gia đình em nó êm đềm lắm, cái suy nghĩ đi suy nghĩ lại bảo chứ thôi tội gì lên trường làm gì cho mọi người biết. Thôi tìm cái khách sạn nào đẹp rồi vô ở bữa đó. Khách sạn đẹp không? Ở trong đó bao lâu rồi sao vô kể tiếp vô khách sạn ra cái em vào cái khách sạn đấy rồi cái khách sạn đấy nó đẹp quá mà giường chiếu thì thấy cũng đẹp ngăn nắp lắm mà lại có tivi nữa. Cái mà ở nhà ấy, thì anh này lại không thích cho em xem những cái chương trình view game show thì vô đấy cái đàn chương trình đồ đại mỹ cái thích quá cái hết giận rồi cứ hai mẹ con cứ xem phim vậy thôi cứ miên man coi chứ quên sự chồng đấy. Xong rồi ông này ông cứ nhắn tin thì cũng chỉ trả lời lại yên tâm là đi vô chỗ này chỗ kia ở vậy đó yên tâm không cần phải suy nghĩ gì. Rồi xong sao? Xong rồi chiều mai đón con về chứ tội gì ở khách sạn mãi tốn tiền. Không để té cái rầm nữa. Rồi về chồng có cằn nhằn không hay là lúc đó là chồng sợ quá rồi? Bình thường, mày đòi đi nữa. Lần đó là lần đầu cũng là lần cuối, như là sau này mỗi lần dẫn lên đi khách sạn tiếp. Không, cái này là phải tùy thuộc vào cái bạn này. Thế còn Dương, vợ bạn có tật xấu gì? Vợ em thì nó đoạn tính, tức là làm đâu thì bỏ đó, tức là em hay nói nhiều. Thứ hai là nấu ăn thì dở. Không phải, chắc là vợ em nấu mà nêm theo kiểu mà nêm cho con ăn á, cho nên là đối với em là dở, đúng không? Đồ ăn của con là em nấu hay chồng nấu? Dạ em nấu ạ. Đấy, cho nên là nêm đồ ăn cho con á, rồi quen cái nêm đó rồi. Không, từ nêm chuyển qua mình là bắt đầu mình từ lúc mà lấy về đó, lúc lấy về trước đây thì em lên phòng ấy thì nấu ăn thì chỉ có một vài món thì mình không biết như thế nào. Mình bị lừa. À, thứ hai thì trước đây thì gọn gàng, lên phòng nào gọn gàng lắm mà về nhà thì thấy không. Em gái nó gọn thế không gọn. Ôi thế là coi là... như là hai bạn đều nhận ra nhau là coi như là đứa nào cũng bừa. Nếu như cho hai bạn mỗi người một cái điều ước và mong muốn cái người bạn đời mình thay đổi, vậy thì điều ước của em là gì? Mong cho vợ gọn gàng hơn thôi. Mong gọn gàng, ví dụ nấu ăn cái dở ra ăn cơm tiệm. Còn em tâm nguyện nữa là anh bớt nhậu lại và phải giữ gìn cái sức khỏe của mình ý. Em chỉ hỏi thiệt em nè, em nghe cái điều mà mong muốn của vợ em có xúc động không? Chứ chị là chị rất là xúc động đó. Tại vì nếu mà biểu ông Bụt bà Tiên mà cho một điều ước á, là cái điều ước vợ em là ước cho em chứ không phải ước cho vợ em đó. Em có xúc động không? Dạ có. Em làm được cái điều mong muốn. Cái này thì hạn chế thôi, em không thể bảo là bỏ được. Có thì hạn chế. Con gái mấy tuổi rồi? Con gái 2 tuổi. Đó, con gái mới có 2 tuổi thôi. Em 29 tuổi rồi. Cái người đàn ông á mà cái tuổi nào là bắt đầu xuống sức? Trên 35. Em 29 á, con em nhầm 6 năm nữa. 6 năm nữa thì con em mới có 8 tuổi thôi, nhỏ lắm. Chị cái quỹ thời gian của chị tính toán vậy lắm, giống như con bé con của chị nên nó 8 tuổi. Chị ước là chị sống 10 năm nữa mà khỏe mạnh chút cho nó đủ 18 tuổi chị mới yên tâm. Mà còn em thì con em chị mới có 2 tuổi thôi, cho nên á em giữ sức khỏe cho em là một chuyện, em phải giữ sức khỏe cho con em. Cho nên khi mà vợ em ước cái điều đó chị rất là xúc động. Ước là ước cho em chứ không phải cho vợ em đâu. Đó thì chị mong rằng là em giữ cho em, giữ cho con em và giữ cho cái gia đình của em. Dạ, cảm ơn chị. Em thì ốm mà còn cao, mặt cận, cổ thì lùn mà mập. Thất tình thất là 7, tình là tình yêu là anh có 7 mối tình. Ủa tôi gái hay tôi bạn gái chứ không để tôi bạn trai. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Lâm Hoàng Nam, em năm nay 31 tuổi. Em là nhân viên nhân sự. Vậy em làm về nhân sự hả? Dạ. Còn em? Em tên là Quỳnh Phạm Minh Trúc, em năm nay 30 tuổi, em làm giáo viên. Chắc có lẽ là giảng bài nhiều quá nên giọng bị khàn tiếng phải không? Dạ không, bản chất nói vậy. Vậy là mỗi lần mà la mấy đứa nhỏ là cực lắm đó. Hai con đi ra. Vậy là một người là nhân sự, một người là giáo viên. Rồi gặp nhau ở đâu trời? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ở trường dù bị đại học. Rồi sao? Năm đó là em luyện khối B, còn ảnh thì cũng học chung trường luôn. Nam, lúc đó cái cô này nè có mũm mĩm tròn như bây giờ không? Lúc đó thì chúng em giống như là gọi là số 10. Lúc đó em có 47kg thôi. Nên em đi chung cổ thì nhiều người nói sao tụi bay giống như số 10 quá, nói bù trừ mà tốt. Ủa là bé mũm mĩm từ lúc đó luôn á? Vậy đúng. Như vậy là cái ấn tượng ban đầu của em dành cho cô này chắc có lẽ là
Nhìn rất là mũm mĩm, rất là dễ thương đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà thật sự là cái tông đó em ghét lắm. Cái tông, tông gì, tông giọng? Tại không phải là, em thì ốm mà còn cao, mặt cận. Cổ thì lùn mà mập. Thì em không thích lùn mập, cổ thì ghét em mà ốm cao. Ờ, tức là hai người này là cái gu là hoàn toàn là không có ưa nhau đó. Dạ đúng rồi. Anh không phải là cái mẫu người của em thích. Tại vì em nghĩ mình tròn gì mà già thọn gì nữa rồi. Hai người sao? Nên ấn tượng đầu tiên của em đối với ảnh á, không được không được. Thấy cái người này là cái mẫu người mình ghét rồi. Không được không được rồi. Ở bên này chắc cũng không được rồi. Ngủ 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 rồi gì? Hai người không được được rồi sao? Sắp lại nhau. Quen nhau thì cũng rất là tình cờ, thì trong cái thời điểm mà đi học đó thì em đang thất tình, mà cổ thì ngây thơ lắm. Nói anh đang thất tình à, cổ thì nói thất tình nghĩa là lẽ là sao anh thất tình, thất là bảy, tình là tình yêu, là anh có bảy mối tình. Cổ nghe vậy cổ hết hồn, trời anh sao anh yêu nhiều quá vậy. Không hiểu thất tình luôn á hả? Dạ. Nói em tin là thiệt luôn á hả? Không, em biết là anh đùa thôi. Nhưng mà nói gì cho anh vui vậy mà. Nói trọng vui Thì tới ngày 8 tháng 3 thì em mới tặng cho mấy bạn ai cũng có một món quà hết. Cổ thì cũng có một món quà, nhưng mà trong thiệp chúc thì em có thêm một câu là Trúc có muốn làm bạn gái của Nam không? Và khi mà em nhận được cái lời đó thì em cũng đùa lại. Em nói ủa tôi gái hay tôi bạn gái chứ không lẽ tôi bạn trai. Trời cũng xéo sắc dữ ha. Tức là cũng ghi thiệp lại hay là nhắn tin? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi lúc đó bữa đó em nhận cái thư đó rồi em suy nghĩ sao? Em cũng viết trả lời lại thì mình quen làm bạn đi chứ mình có gì đâu. Thì sau một thời gian thì cổ thi đại học xong cổ về quê, em thì cũng ở đây em cũng bật vô âm tính luôn. Thì mình nghĩ là lúc đó chắc mình hết rồi, hết duyên hết nợ rồi. Nhưng mà trời xui đất khiến thì sau một năm thất lạc như vậy thì em đi xuống dưới tới tận nơi nhà cổ, mà thật sự tìm nhà cổ dưới quê khó lắm. Ở đâu ở đâu? Ở Long An Mà Long An thì nó tới rất là nhiều huyện nhiều xã. Em chỉ có nhờ cái số điện thoại bàn từ đó em truy ra. Em bất ngờ không? Ủa sao năm rồi không gặp nhau tự nhiên giờ xuất hiện vậy trời. Cái em mới nghĩ chà anh này cũng thiệt tình. Quen nhau từ lúc đó yêu bao lâu? Dạ tụi em có thời gian quen nhau là 7 năm. 7 năm trời rồi mới cưới nhau. Dạ chắc chắn là không có gì khó khăn đối với Nam nữa, chắc có lẽ là xin cưới là chấp nhận liền. Không nữa. Cái hỏi cưới còn vất vả hơn nữa. Vất vả hơn nữa. Cái ngày 24 tháng 12 là có chở cổ qua ăn, cái ba mẹ hỏi giờ con chịu cưới không, cổ nói thôi con không cưới đâu, con đi còn đi học con không cưới đâu. Cổ nhất quyết không cưới. Tuần sau là ngay tết tây, ba nói thôi giờ kệ nó nói là chuyện của nó, còn mình người lớn thì như thế nào thì đi xuống dưới. Thì má vợ nói thôi cưới gì anh ơi, nó còn nhỏ mà, tụi nó có còn đi học mà cưới gì. 2 tiếng đồng hồ thuyết phục, nó nói thôi giờ nếu mà cưới á ba má chồng cũng tạo điều kiện cho học. Nó nói hỏi vậy lỡ có bầu sao ba má, nói con có bầu á má đi học giùm con. Trời ơi. Má chồng hả? Phải không? Dạ, má chồng đi học. Lúc đó thì em ra trường rồi. Nhưng mà do là em vừa đi làm vừa đi học văn bằng 2 nên em sợ là thí dụ như mình có gia đình rồi mình lại có con, lúc đó là mình không có đi học được. Chỉ sợ cái vấn đề đó thôi. Thì lúc đó nghe má chồng với ba chồng nói gì cũng mừng mừng. Thôi vậy thôi đồng ý luôn cho rồi. Đám cưới luôn. Dạ đúng. Ủa, dạ. Rồi má chồng có đi học giùm cho em? Dạ có. Trời ơi. Dễ thương vậy. Dạ. Kể chuyện như má chồng. Trong lớp ai cũng ngạc nhiên đó. Tự nhiên vô cái bà già khằng ở đâu học. Mà không, nguyên lớp không ai dám nói chuyện hết đó. Tới cái học kỳ đó thì vô tình cái bà cô văn mới, bà nói ủa chị học gì hiểu không? Thì má nói học á thì được mà hiểu không hiểu. Ủa sao kỳ vậy? Nó trời ơi hồi đó giờ tôi học ra trường tôi anh văn tôi đâu có sử dụng đâu, vô đây tôi nghe toàn tiếng Anh không à, tôi nhức đầu quá. Rồi bây giờ hỏi tới cái này mới hay nè. Tại sao khi lấy nhau về thì có phát hiện bất ngờ về ông chồng? Bất ngờ vô cùng anh. Thứ nhất là mê game với là chuyện kiếm hiệp. Tại hồi lúc hỏi anh đâu phải mình mê đâu, hỏi đang công thành quýnh anh ơi phải sửa cho con. Cái phần nó mới hay đó, bỏ thành đi phải sửa. Anh ơi tôi đích cho con. Trời ơi mình đang đánh say mê vậy mà kêu bỏ sao được, bỏ không gì phải đánh vô cái phần chat á. Xin lỗi đợi tôi đi rửa đích cho con rồi lên công thành tiếp nghe. Còn vợ em phát hiện bất ngờ của em thì vợ em là cái gì? Bà xã em mới được một cái rất là được, dùng từ được à. Là cái gì có món mới là có nhà cho ăn hết. Ồ vậy là có khiếu về dạ. Về ẩm thực đúng nhưng không? Mà đó là nguy hiểm lắm. Ủa sao anh vậy? Nghe cháo chè. Cháo chè à, có nghĩa là cháo mà để đường nhiều phải không? Nó cũng tương tự bún mọc mà ăn vô là thấy đường không chứ không thấy bún. Không phải, theo anh nghĩ là dân miền Tây á nấu ăn hơi ngọt, tại anh miền Tây anh biết đó.
Thành ra nhưng mà ngọt này là ngọt mà như chè là khủng khiếp lắm mà ngon. Tôi ăn thêm muối vô cho nó mặn thêm thì là chứ không đến nỗi như chè. Có nghĩa là cái nghĩa là sao? Có nghĩa là thích nấu. Bên nhà ba má chồng với là chồng là thử làm chục bạch thí nghiệm. Mà thậm chí có những cái món mà mình hồi đó giờ mình chưa ăn bao giờ cũng muốn đem ra thử. Thôi bây giờ chị đi cho từ thang điểm từ điểm 1 tới điểm 10 đó, em chấm điểm cho vợ em nấu ăn là điểm mấy? Cho 5 điểm. 50-50. À, nghe trung bình đúng không? Cũng ăn được. Dạ, thì em hỏi vợ mỗi lần nấu ăn xong hỏi anh ăn được không? Được. Sao không khen, không khen ngon mà khen được không? Được chứ ngon khác nha. Mà 10 lần khen vậy là không chịu. Ê, thường được này mất kia. Dù nấu ăn điểm ngon hay kia mấy điểm. Mấy kia là gì? Không nổi. Anh phải ví dụ minh họa. Ví dụ như chị Quang sinh động đi. Cái chuyện mà con nó ngủ xong rồi mình làm gì đó. Thôi thôi hàng mất kia. Đúng không? Đồng ý không? Đồng ý không? Anh hỏi này khó trả lời. Không có mắc cỡ, không có trả lời với mình. Thôi giờ em cứ ví vong cho thăng điểm. Cho thăng điểm đi. Cũng là từ 1 đến 10. Anh không hiểu sao hiểu. Khá giỏi đi. Tức có nghĩa là trên 8.5. Thôi vậy được rồi. Được này mất kia. Rồi bây giờ cuộc sống của hai bạn á thì là viên mãn chưa? Có hài lòng về nhau chưa? Hay là có muốn cái sự thay đổi gì để cho nó hoàn thiện hơn không? Đối với em thì bà xã cũng còn, thứ nhất là cái tính muốn, thứ hai là hay lo chuyện bao đồng. Đó là cái muốn thay đổi hả? Dạ. Rồi cái gì nữa không? Suy nghĩ trước khi làm. Đặt mình vào cái vị trí của người khác đó. Rồi nhớ nha, nhớ nho. Còn em siêng hơn chút. Bộ em lười lắm hay sao mà giờ em phải ước là em siêng năng rồi. Nó thật sự là lười thì không phải lười, mà khi mà mình siêng mình tập trung. Mà mình tập trung cái gì á thì mình không còn biết gì hết á. Không biết trời trăng mây đất gì á. Thì cổ thì không chịu cái đó. Siêng dọn dẹp đi. Dọn là dọn sạch hết. Cổ thì ý của em để lại, ý của con để lại. Thì hỏi mà muốn siêng sao mà siêng được. Mà mình khi mà mình dọn thì như biết rồi, sạch hết rồi. Chị thấy gì nè, em có cái bạn. Ngày hôm nay em đề nghị anh ơi làm giùm em cái này, gạch đầu hàng rõ ràng vậy thôi. Đúng không? Chứ đừng có vô một cái chữ là anh ơi xiên đi. Mà anh ơi làm giùm em này đó. Rồi em dựa vô cái đó em làm. Đúng không? Chỉ có nhiêu đó thôi. Còn vợ thì bất cứ gì cũng vậy. Mình đặt mình vào người khác, xong rồi mình quyết định mình có hành động cái điều đó hay không. Đó thì như vậy thì cái cuộc sống của tụi em nó sẽ dung hòa mà sẽ yêu thương nhau hơn. Rồi xin cảm ơn hai em. Dạ. Rồi. Dạ cảm ơn.